trường hợp này thì từ năm 2004 đến nay mới xảy ra cái vụ bắt cóc và nhằm chiếm đoạt tài sản như thế này. Đối tượng này là không có công ăn việc làm theo những xác minh ban đầu. Tôi khẳng định một điều rằng là giữa mâu thuẫn và quan hệ giữa đối tượng và gia đình là không có. Tôi trực tiếp hỏi đối tượng cũng nói là đi trên đường thì nhìn thấy cháu bé như thế. Vì do những cái vấn đề lợ lần, quẫn bách thì nảy sinh ra cái việc này. Thì cái nảy sinh ra việc này thì không phải đây là đối tượng đưa ra để chống chế thôi. Chứ còn đối tượng đã chuẩn bị từ trước. Chuẩn bị từ trước là từ biển số xe, là biển số xe giả. Vào trong cái thời gian là lúc đấy là chập tối rồi. Và diễn ra rất nhanh. Đối tượng khi ép bị hại vào và khẩn trương nhảy xuống mở cửa và nhảy xuống và ôm cháu bé chưa kịp kêu gì thì đã chạy đi. Và chạy rất nhanh. Trước dân, nhân dân ở đấy chưa kịp phản ứng gì thì cũng đã tẩu thoát rồi. Tức là một cái tính manh động của nó, một cái tinh vi của nó, một cái sự chuẩn bị của nó từ trước. Thế thì nghĩa là cái khó khăn trong công tác mà chúng tôi truy bắt thì lại càng khó khăn. Đối tượng liên hệ với gia đình nạn nhân là mẹ cháu bé với những cái giọng rất xã hội, rất thần học, và đưa ra số tiền yêu cầu là không mặc cả. Và có nói rõ là một điều là thích tiền hay là thích con. Đối tượng lúc đầu gọi điện cho bị hại là yêu cầu 15 tỷ. Và cũng xin cho nói chuyện với cháu bé. Nhưng đối tượng cũng không cho nói chuyện. Và cũng thường xuyên là liên lạc là chuẩn bị tiền xong chưa. Và không nói thứ hai, tức là không hạ giá, ý nói không hạ giá. Thế mãi vì sau là bảo tối thì không thể chuyển tiền được nữa bằng ngân hàng, cũng không thể lấy tiền ở đâu được nữa. Thế nhưng thúc giục bằng cải kiểu gì thì kiểu, đấy là trách nhiệm của bị hại. Và cuối cùng cũng thống nhất là giao 13 tỷ. Đấy, và đối tượng đồng ý. Lực lượng chúng tôi thì lúc đó là cũng phải liên tục là tác nghiệp ở đó để theo dõi về cái quá trình này. Và các đối tượng di chuyển đi rất nhiều nơi. Đấy. Thì và các đối tượng cũng đã đưa ra một cái địa điểm. Đấy. Trước đấy là đưa ra một địa điểm là ở cầu Thanh Trì. Đấy. Đầu cầu Thanh Trì. Đi bộ một mình cầm tiền. Và cũng sẽ cho một đối tượng khác ra nhận. Nhưng đấy cũng chỉ là cái thủ đoạn của đối tượng thôi. Và cũng đúng theo những cái phương án của chúng tôi là cũng tác nghiệp ở tại hiện trường. Nếu giao cầu Thanh Trì chúng tôi cũng bắt được ngay. Thế sau khi đó các đối tượng lại điều tiết. Điều tiết thì chúng tôi luôn tiến hành là bảo vệ và cũng như theo dõi giám sát cùng bị hại. Và cuối cùng là xuống dưới khu vực, điều xuống khu vực ở khu công nghiệp Đồng Văn. Đáng nhẽ đối tượng là giao tiền ở một cái địa điểm khác nhưng tiếp tục lại dê tiếp. Như dê tiếp điểm gì để làm sao là để xem có những cái lực lượng chức năng có thể, bởi vì đối tượng nói là tuyệt đối không được thông báo. Đầu tiên là khi xác định được cái đối tượng với bị hại thì yêu cầu là phải trao cháu bé thì mới trao tiền. Và khi cháu bé an toàn xong rồi thì lúc ấy là vào trong tầm ngắm của chúng tôi, thì đúng là như dự đoán và cũng như cái kế hoạch của chúng tôi đưa ra thôi, là phải đảm bảo muốn làm gì thì làm, phải đảm bảo được tuyệt đối an toàn cho cháu bé. Chứ nếu mà mình mà đến mà lại vội vàng
mà đối tượng đang ngồi trong ô tô mà nó có súng, mà thấy lực lượng chức năng ồ ạt vào, thì liệu rằng lúc ấy nó cuống lên nó có thể hành động để cháu, để cái cháu bé có được nguyên vẹn hay không? Đấy là một cái vấn đề là chúng tôi hết sức thận trọng cân nhắc và quán triệt, và các đồng chí phải thực hiện đúng theo nguyên tắc cấm không được được hoạt động theo cái phương pháp khác, chỉ đúng như cái dự kiến dự báo của chúng tôi thôi. Thì khi đối tượng giao cháu bé xong đấy, rồi nạn nhân giao tiền thì chúng tôi tác nghiệp đấy, tác nghiệp thì sau khi đó là đối tượng phát hiện ra lực lượng chức năng là truy đuổi đối tượng, rồi có sử dụng súng bắn lại lực lượng chức năng. Đối tượng đã bắn vào đùi phải của một đồng chí cảnh sát hình sự của quận Long Biên. Thì sáng hôm nay là tôi cũng thay mặt cho Đảng ủy Ban đốc Công an thành phố sang thăm, và đồng chí này hiện nay đang đợi để mổ gấp viên đạn này ra. Đấy một cái tính manh động của đối tượng như vậy. Liên quan đến cái khẩu súng thì chúng tôi cũng khai thác lắm, là các đối tượng cũng mới mua trên mạng. Súng này là súng bắn đạn cao su, và trong súng là còn nguyên 6 viên đạn. Bắn một viên đạn vào đùi của một đồng chí hình sự công an quận Long Biên, và một viên đạn nữa tiếp tục đang lên, vẫn lên trên nòng. Thì chúng tôi đã thu giữ cả súng, cả ô tô, cả tiền, tất cả các trang thiết bị liên quan đến cái vụ việc này của các đối tượng. Đấy, thì hiện nay chúng tôi đang tiếp tục khai thác về khẩu súng này. Mà cái vụ này là đánh giá là hết sức manh động, hết sức táo bạo, mà hết sức tinh vi, hết sức trắng trợn. Cho nên là cái việc này là không thể dung tha được trong những cái đối tượng này, bằng sự quyết tâm của chúng tôi. Và chúng tôi nói là nhất khoát phải bắt trong đêm nay. Tôi còn đi trên xe với đồng chí phó phòng, đồng chí Thái, phó phòng hình sự. Tôi nói là yên tâm, vụ án này sẽ bắt trước 5 giờ. Thì đúng cũng là như dự báo chúng tôi thôi, là bắt trước 5 giờ. Đấy, như sự quyết tâm cao, vì nước quên thân, vì dân phục vụ, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ nhân dân, quyền lợi chính đáng nhân dân. Đấy. Và chúng tôi đã cứu được cháu bé thành công và đảm bảo tuyệt đối an toàn và truy bắt được đối tượng.